Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách căn dán vỏ trái tim bằng giấy thủ công màu. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là giấy thủ công màu, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.